Tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Lại một ngày mới trong Đu Thép World. Thì cuộc sống mà. Rồi đánh răng một chút xíu coi. Rồi sao này, tôi sẽ ngồi đây, tôi sẽ thưởng thức cà phê. Mở điện thoại lên phát coi. Anh ơi, thử súng xấu nào bắn tàu ma đi anh. Ồ thế à. Có vẻ hôm nay tôi sẽ có một nhiệm vụ mới. Đó chính là đi tìm con tàu ma. Có vẻ nhiệm vụ này khá là khó. Nhưng mà trước tiên á, tôi phải cần chuẩn bị súng. Yep. Đấy chính là súng. Chúng ta đã có được những cây súng mạnh nhất đủ để chinh chiến con tàu ma này. Tôi thì vẫn chưa có manh mối gì về con tàu ma đó cả. Và có vẻ là tôi sẽ đi hỏi người dân. Nếu biết về con tàu ma thì tôi sẽ có một vài manh mối. Nếu mà anh em muốn đi tìm tàu ma thì anh em sẽ có một chiếc xe gọi là chiếc xe bọc thép, có thể bảo vệ được anh em những thứ gọi là nguy hiểm. Và tôi là nhà thám hiểm mà, đương nhiên là phải có một chiếc xe bọc thép như Tesla đây. Quá là dữ luôn. Tôi sẽ đi tìm hiểu người dân. Nếu mà người dân biết chút manh mối gì về nó thì càng tốt, nó sẽ rất hợp lý hơn nhiều. Tôi sẽ đi vô thành phố của tôi. Cho con cốc chanh nha, bán chanh đúng không? Cho con một cốc này. Chú có bao giờ nghe về cái tin mà con tàu ma chưa chú? Cái du thuyền á chú, cũng tự tàu ma đấy. Cút họ bố mày biết. Chú không biết luôn à? Không sao đâu chú, không biết mà. Chú bán lemon juice này có vẻ là không biết rồi. Chúng ta sẽ đi hỏi người khác. Đây, giống như là cái floor gang này đây. Đi lang thang nhiều chắc biết nhiều nè. Hello. Mấy anh có biết về con tàu ma không? Du thuyền ma ấy. Bọn tao cũng không biết luôn mày ơi. Vẫn không biết luôn à? Mày đi nhiều chi á. Anh này chắc biết gì về máy tính, điện thoại nè, bức ảnh nè. Đúng rồi, có vẻ là anh sẽ biết một thứ gì đó về nó. Anh có biết về con tàu ma không? Tao cũng không biết luôn mày ơi. Nhưng mà có một người có thể chỉ đường cho mày. Nhưng mà anh có biết người chỉ đường cho tôi á? Cái ông bán hot dog này nè. Trong đây á. Cho tôi nói chuyện riêng nha. Có vẻ anh là biết được người, biết về vị trí của con tàu ma đó nha. Con tàu ma thường xuất hiện ở trên sông. Bánh hot dog ngon đấy anh trai. Wow. Có vẻ là tôi sẽ cần một chiếc máy bay. Anh ấy nói là con tàu ma thường xuất hiện trên dòng sông, nhưng mà không biết xuất hiện chỗ nào thôi. Nói chung chung thì thế là toan tôi rồi. Thôi kệ nó, nói chung là cũng có manh mối đi, cũng ổn đi. Vai thiệt sự. Giờ trời tối rồi, tôi phải đi ngủ cái. Tôi sẽ đi ngủ một chặt cái. 8:01 PM. Tôi không hiểu sao nhé, tự nhiên tối của tôi bật dậy. Tôi phải bắt buộc phải đi tìm hiểu về nó. Có vẻ là tôi khá là hào hứng về nó đây. Xanh á, đang ngủ ngon lành thì bật dậy xong đi luôn à. Thôi kệ không sao, tối ít người càng tốt. Con tàu đó thường thường xuất hiện vào buổi tối, nó sẽ hợp lý hơn là buổi sáng nha. Đúng không? Không biết sân bay nó có làm việc hay không. Tôi sẽ vô đó, tôi sẽ lấy một cái gọi là máy bay trực thăng. Tôi sẽ đi vòng vòng cái khúc sông. Đây, đã đến bãi đổ trực thăng. Holy moly. Ngon, lên. Sẽ bắt đầu bay ra khúc sông ấy. Liệu nó có không đây? Tôi nghe đồn khá là nhiều. Nó thể thường xuất hiện ở ngay cây cầu này mà, nhưng mà giờ vẫn không thấy đâu hết. Chỉ những chiếc thuyền nhỏ thôi. Chiếc xe rơi luôn. Ôi, no. Nó là có thiệt. Holy moly. Wow. Holy. Tôi sẽ dí theo nó. Oh shit. Tôi sẽ đáp lên. Nếu tôi được may mắn. Có vẻ là ông chủ bánh hot dog đã đúng. Đáp xuống. Không đáp không được rồi. Chắc tôi phải nhảy dù rồi. Không được rồi mọi người à. Tốc độ tôi không bằng chiếc tàu ma đó. Khá là khó khăn đây. Giờ tôi cũng đã biết được sự thật. Đã có con tàu ma đó. Rồi bay về. Tôi nghĩ nó sẽ thường xuất hiện vào những đêm giông bão tuyết như thế này. What the hell. Không có tuyết, chỉ có sấm thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Tối nay là quá đủ rồi. Về nhà thôi nào. The next morning. Có vẻ là tối hôm qua tôi gặp một điều gì đó may mắn. Tôi vừa bay ra thì tôi bắt gặp được con tàu đó. Tôi sẽ đi hỏi người dân địa phương. Người dân địa phương gần con sông đó có vẻ là sẽ ổn hơn. Tôi đã đến được khu phố của người dân địa phương. Có vẻ đây là một khu phố nhà máy. Toàn là nhà máy không thôi. Wow. Tôi nghĩ là sẽ có người đấy, giống anh này nè. Khoan. Anh ơi, anh có biết gì về tên con tàu ở đây không? Rồi thường chạy ngang đây này. Anh liệu có biết về tên đó không? Hai đe. Không biết thì nói không biết. Cây thích nha. Mọi người ơi, có ai biết về tên con tàu ma đó không? Ra đây cho tôi xin một vé nào. Ê, có người này. Hai người có biết về con gì chạy trời. Ê, cảnh sát tới nữa. Tôi không hề quấy rối, tôi không hề nói xạo. Tôi đã bắt gặp con tàu ma đó. Tại sao các người lại bắt tôi?
Why? Sao tôi nói không ai tin hết vậy? Cả người dân địa phương cũng không tin tôi nữa. Có vẻ là họ không muốn nói về chuyện đó. Tôi phải làm sáng tỏ cái vụ này rồi. Một mình đi làm sáng tỏ. Tôi đang có một suy nghĩ táo bạo là tôi sẽ đi cướp máy bay phản lực của quân đội, để tôi có thể truy đuổi được cái con tàu đó. Tại vì nó đi khá là nhanh và trực thăng sẽ không bắt kịp nó. Và đặc biệt là con máy bay phản lực có hành lực khá là lớn. Có vẻ là tôi mướn một chiếc máy bay tư nhân để tôi bay qua khúc đó. Mong là không có gì chuyện gì tồi tệ xảy ra. Tôi đã mướn nó với giá khá là cao, nhưng mà tiền không quan trọng. Tôi nhiều mà, giờ tôi chỉ chủ yếu vào đi kiếm những bí ẩn về cái thế giới này. Bay luôn. Giúp. Giờ tôi sẽ qua cái chỗ quân đội. Ui, chúng ta tới rồi đây. Chúng ta sẽ giả bộ hết nhiên liệu và cần nạp nhiên liệu. Chúng ta sẽ đáp xuống. Come on. Wow, nhiều máy bay xịn vái. Chúng ta sẽ đáp xuống lấy máy bay phản lực. Giúp. Có vẻ là quân đội đã chấp nhận. Bỏ súng đi. Lấy cái súng nhỏ cho nó khinh thường mình. Chúng ta sẽ lấy chiếc máy bay này. Giúp. Come on. Giúp. No. Come on. Yes. Ngon. Có vẻ là việc khám phá sẽ ổn hơn nếu mà có chiếc máy bay này. Đi khá là nhanh, phản lực cũng khá là mạnh. Không biết chúng ta có thể tìm được con tàu đó không đây, hay là chúng ta sẽ tìm cả ngày mà vẫn không thấy. Tôi đã bay cả ngày hôm nay rồi, đến mức mà bay phải hạ cánh khẩn cấp vì hết nhiên liệu. Tôi phải hạ trên mặt biển đây. Và có vẻ là hôm nay là một ngày khá là không may cho lắm, vẫn không bắt gặp được con thuyền đó. Vậy là ngày hôm sau nha. Ngày hôm sau thì máy bay với khu quân sự đã biết tôi là dùng kế đó, nên là họ cấm tôi luôn, không cho tôi bay nữa. Có vẻ là họ đang truy bắt tôi đấy, không cho tôi lên máy bay hay là vô sân bay gì nữa. Thế nên là tôi phải bắt buộc tự mình lấy máy bay trên nóc nhà này. Nói thật ra là cướp chứ không phải là lấy nữa. Mong là mọi thứ sẽ ổn. Come on, let's go. No, không tới rồi. Có vẻ là chúng ta sẽ cần một chiếc xe nào đó mạnh hơn. Thằng bạn thấy tôi khổ sở quá nên nó cho tôi mượn chiếc xe này đây. Xe nó cũng nhanh đó, nhưng mà sao bằng xe tôi được. Tôi bọc giáp đồ các thứ mà. Mong là nó sẽ lên được đây. Chum. Yep. Yes. Giờ chúng ta đã lấy được chiếc trực thăng này. Có vẻ là tôi sẽ bay qua cái khu quân sự đó để tôi lấy lại chiếc máy bay phản lực theo như kế hoạch. Chúng ta đã tới. Đạp xuống xe lầu, có vẻ là chúng ta sẽ nhảy xuống luôn. Nhảy thẳng xuống luôn. Làm được mà. Nhảy. Ngon. Đáp lên máy bay luôn. Đúng rồi. Lấm máy bay. Máy bay lên. Hình quá. Ngon rồi. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gonna challenge me. Started my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Ay. Never be slowing it down. Never be slowing it down. Ui, gió, sao nó ui. Chưa. Vẫn còn kê được. Bình tĩnh, khem đeo. Rồi, dính. Cái cầu này phế thật sự. Thề. Có vẻ là tôi sẽ ngồi ở đây tôi cam cả ngày luôn. Nếu mà có thì càng tốt. Stop right there. Chúng ta không thể sử dụng skill lên trên nó. Holy moly, chúng ta phải bắt theo nó thôi. Come on. Con tàu này nó cũng xuất hiện vào buổi sáng đấy. Chúng ta có thể đậu lên nó không? Chúng ta không thể mất dấu nó. Come on. Chum. Yep. Ê, come on. No. No. Đây là cơ hội của chúng ta. Come on. Come on, bro. Yes. Nó kìa. No, don't. No! We can't catch it. No! Mình mất luôn rồi. Tôi đây. Vẫn là tôi đây. Anh em cứ nghĩ tôi sẽ nhảy cầu nhưng không. Tôi đang chờ chiếc thuyền nó qua đấy. Tại vì tôi không thể đứng lên nó. Tôi chỉ có thể là chờ nó qua và xử tử nó. Come on. Có lẽ là hơi đau đây. Tôi sẽ chờ hết tối. Đi đâu đấy ba? Nguy hiểm. Đừng tới đây. Tới đây tàu ơi. Mày đâu rồi tàu ơi? It's coming. Ai chưa mình? No. Nó không thể bị phá hủy. Holy shit. Vâng, vẫn là tôi đây. Và đây vẫn không phải là tiết mục nhảy cầu nào đó. Và tôi vẫn canh chiếc thuyền kia nó qua. Nó cứ lãng vãng ở khu vực này riết. Nguồn đội thì vẫn không tin tôi đấy. Thì tôi phải làm một mình. Free. It's coming again. Vẫn không xin nhé. Ui,
không xi nhê với súng đạn hay là bazooka gì hết. Ôi sao kèo này khó ăn thế nha. Come on. Nó vẫn không chịu nổ. Wow. Không thể phá hủy luôn ấy. Tôi có thể đi theo nó bằng xe. Thì xe tôi có thể chạy dưới nước mà. Tôi sẽ giám sát nó đi đâu. Và thật sự con tàu này đã trở thành một biểu tượng của Dutifer rồi. Nên là không có thể phá hủy được. Ôi dồi. Không được. Túng không được. Chờ tao. Tao sẽ coi mày đi đâu. Holy moly. Lùn qua cũng hay thật sự. Nói chung là không xi nhê một tí nào luôn.